tuy chỉ còn là hai trận đấu mang tính thủ tục, nhưng các cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ xác định là sẽ chiến đấu hết mình. Xin chào sân trường. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ được chứng kiến những trận đấu hay của AFC Champions League còn lại trên sân Thống Nhất. Xin chào. Hello, Ngoại Đường Biết xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Hiện tại thì mình đang có mặt ở sân vận động Thống Nhất. Ngày mai thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục có một cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn gặp Yokohama F. Marinos. Sân Thống Nhất mọi thứ vẫn rất đẹp để mà chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Có thể nói là với mật độ thi đấu 3 ngày 1 trận, xin lỗi, 3 ngày 2 trận thì rõ ràng là sân Thống Nhất có thể nói là nếu mà cỏ mà không được chuẩn bị trước đẹp như thế này thì rất khó để có thể là đáp ứng được điều kiện thi đấu liên tục như vậy. Vì các cái pha bóng, những cái cuộc tranh chấp, những cái cuộc tranh tài thì có thể nói là cực kỳ là căng thẳng và cỏ thì sẽ bị chốc hết. Tuy nhiên là các bạn cũng có thể thấy là hiện tại thì mặt sân của sân Thống Nhất vẫn rất đẹp, rất là chất lượng. Có thể nói là đây là một trong những sân bóng mà đảm bảo được rất là nhiều tiêu chuẩn ở Việt Nam hiện nay để có thể tổ chức các trận đấu ở cấp độ quốc tế. Khán đài hay là cabin thì đều đẹp, được trang bị ghế rất là đẹp, đặc biệt là ở khu vực hàng ghế VIP kia thì tất cả đều là ghế da. Ghế nhựa thì đã được lắp đặt gần như là đã phủ kín cả khán đài A, khán đài C hay khán đài B, khán đài D, tất cả đều đã có ghế nhựa. Và khán giả khi vào sân thì ghế của ai người đó ngồi mà thôi, rất khó để có thể là thêm một thành viên nào đó chẳng hạn. Vì vậy mà cũng có nhiều bạn hay hỏi mình là anh ơi, bây giờ em dắt theo con em vô sân thì có ngồi được không? Thì mình cũng khuyến cáo là nên mua cho bé một vé. Nếu mà bé cao trên 1m1 thì tốt nhất là mua vé, tại vì nhân viên soát vé thì họ cũng sẽ không cho nếu như là trẻ em quá cao. Bởi vì các bạn cũng nhìn thấy rồi là những cái ghế như thế này mà bạn cho các em nhỏ ngồi lên đùi của mình thì xem đá banh nó cũng rất là khó khăn. Chỉ bằng là mua luôn thêm một cái ghế kế bên để cho con của mình có thể ngồi coi thoải mái hơn, tiện lợi hơn rất là nhiều. Ok rồi, bây giờ thì đã là 11:53, chỉ còn khoảng 30 phút nữa thì huấn luyện viên Gatisak sẽ đến để tham dự phần họp báo trước trận đấu với Yokohama F. Marinos. Mình sẽ xem coi hôm nay ông Gatisak sẽ đi cùng với cầu thủ này nha. Bây giờ thì đi vào trong khu vực phòng họp báo thôi. Let's go. Có thay đổi gì hay không và có lối chơi sẽ có thay đổi gì hay không? Câu trả lời thì về lối chơi thì chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi và sẽ tùy theo cái thế trận và tùy theo cái diễn biến của trận đấu và tùy theo đối phương thì chúng tôi sẽ có những sự điều chỉnh, nhưng mà lối chơi sẽ không bao giờ thay đổi. Trong một số thời điểm của trận đấu có thể là sẽ có khó khăn, nhưng mà chúng tôi sẽ vẫn luôn chơi với cái lối chơi của mình, bởi vì đây là cái cách mà chúng tôi tập luyện, đây là cái cách chơi mà chúng tôi biết và chúng tôi thực hiện được tốt nhất để mà đạt được cái kết quả tốt nhất, và chúng tôi sẽ thể hiện một cách hết mình để thể hiện được cái lối chơi và cái trình độ của mình. Thì trong trận đấu vừa rồi gặp đội Hoàng Anh Gia Lai thì gặp đội chủ nhà thì đó thực sự là một trận đấu không hề dễ dàng. Vì đội Hoàng Gia Lai đã rất quen với cái điều kiện thời tiết ở đây và lối chơi của họ cũng rất đặc trưng. Và trận đấu đó là một trận đấu lớn và bản thân tôi cũng có thêm nhiều kinh nghiệm sau khi thi đấu một trận đấu như vậy. Và chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục duy trì cái lối chơi của mình như vậy. Và đây là lần đầu tiên mà tôi thi đấu ở cúp C1 châu Á, và trước khi đến đây thì tôi cũng đặt cái kỳ vọng lớn cho mình sẽ thể hiện được ở đây. Điều kiện ở đây thì rất là khác so với điều kiện ở Nhật Bản, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng tận hưởng từng giây phút ở đây cùng với các đồng đội của mình, cùng nỗ lực hết sức để mà đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Thì câu hỏi đặt ra là nhận định của ông về những điểm yếu và điểm mạnh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau khi mà chạm trán đội bóng này. Thì thực sự nếu yêu cầu một huấn luyện viên của đội bóng khác nhận định về điểm yếu và điểm mạnh một trận đấu mà mình sắp chạm trán thì điều này đối với tôi thì nó sẽ có nhiều điều khó khăn khi đưa ra nhận định. Nhưng mà có một điều chắc chắn là Hoàng Anh Gia Lai là một đội bóng mạnh, và
đội bóng này rất nguy hiểm trong những tình huống chuyển đổi trạng thái, tại vì các bạn có hai hoặc là ba cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt và sẽ rất nguy hiểm trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Vì vậy chúng tôi buộc phải duy trì cái sự tập trung liên tục và có được cái tổ chức đội hình một cách chặt chẽ nhất. Tôi tôn trọng đối thủ và đồng thời tôi vẫn phải giữ được cái sự tập trung và duy trì được cái lối chơi của mình. Và việc thi đấu ở cúp C1 châu Á là điều mà chúng tôi rất mong đợi, tại vì ở đây thì chúng tôi có thể chạm trán với những đối thủ chất lượng, có được những trận đấu lớn để mà chúng tôi thể hiện được chính mình, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và để xem mình sẽ đi đến đâu. Thì thực sự khi mà đánh giá cái thành công thì đối với mỗi người thì có những cái tiêu chuẩn để đánh giá thành công, nhận định những cái thành công khác nhau. Và thực sự thì tôi không muốn so sánh với những đội bóng khác, tại vì những đội bóng khác khi thi đấu ở cúp C1 thì họ thi đấu ở những cái điều kiện khác, ở một cái quốc gia khác, thì những cái, với những cái đối thủ khác. Vì vậy sẽ có rất là nhiều điểm khác biệt và tôi không muốn so sánh về phần này. Mà cái chính cái mà tôi tập trung nhất đó chính là tập trung vào cái chuyên môn của đội bóng của mình, làm sao để thể hiện được cái lối chơi và cái tinh thần và cái chất của mình. Và trước khi đến đây thì đội bóng của chúng tôi đã có rất là nhiều cái sự động viên và cái nguồn cảm hứng, và chúng tôi đến đây để mà thể hiện được cái lối chơi của mình. Thì nếu thể hiện được lối chơi thì kết quả nó sẽ đến một cách tự nhiên. Và hiện giờ thì đội bóng của chúng tôi đang có kết quả tốt ở bảng đấu này và có rất nhiều triển vọng đi vào vòng đấu sau. Vì vậy tôi sẽ tập trung vào trận đấu ngày mai, và đây là điều mà tôi quan tâm nhất. Em có một câu hỏi đấy là cho huấn luyện viên ạ, là ông có ấn tượng với cầu thủ nào bên phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, và nếu mà được chiêu mộ một cầu thủ ở bên phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì ông sẽ chiêu mộ một cầu thủ nào ạ? So the question is for the head coach, is there any specific player that you are most impressed? Is there any player that you are going to sign for your club to play in Japan? Yeah, it's again, I have too much respect for the opponent to discuss individuals. As a team, I think their biggest strength is their team. They have a good spirit. They have, of course, I mean, the good individuals. Maybe after the last game, I will tell you my favorite player for them. Thì hiện giờ thì tôi thời điểm này thì tôi chưa nghĩ là thời điểm thích hợp để tôi đưa ra một cái nhận định cụ thể, vì theo tôi nhận định thì Hoàng Anh Gia Lai là một tập thể mạnh và tất nhiên là các bạn có những cái cá nhân xuất sắc. Nhưng mà để đưa ra cái nhận định cuối cùng là xem về mặt cá nhân thì tôi nghĩ là tôi phải chờ tới trận đấu cuối cùng. Thank you. We've come to the end of the press conference. Thank you, coach. Như vậy là phần trả lời phỏng vấn của huấn luyện viên Kevin Muscat bên phía Yokohama F. Marinos cùng với cầu thủ Tomoki Iwata cũng đã khép lại tại đây. Để bắt đầu họp báo hôm nay thì tôi muốn hỏi ông kia tôi sắp một câu, đó là cái sự chuẩn bị của đội Hoàng Anh Gia Lai cho cái lượt trận lượt về gặp đội Yokohama là như thế nào? All right, okay. Hello everybody, yeah. Tomorrow match still have the important for Hoàng Anh Gia Lai too, because rematch again, we play against Yokohama F. Marinos. First game, we have so many things to learn from them. We try to get the point too, because we want to show our fans in Asia about our level. The target is tomorrow on the player ready, and then to follow our level. Yep. Về trận đấu ngày mai thì là một trận đấu thực sự là cũng rất quan trọng đối với đội bóng của chúng tôi, và chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, bởi vì trận đấu ngày mai chúng tôi cũng cần phải có điểm, và chúng tôi cũng
tiếp tục triển khai một lối chơi cống hiến cho khán giả, một lối chơi đặc thù của Hoàng Anh Gia Lai, và các cầu thủ chúng tôi cũng đang có sự sẵn sàng. Good afternoon, coach. I'm sure your players were very excited after the draw with Jeonbu. So, how are you expecting them to perform against Yokohama tomorrow? It's another tough match. Do you think that they can go for another 90 minutes against a strong, strong Yokohama side? Yeah, of course. Last game we have the confidence from Jeonbu. We draw with them, and then this is my players too. They have confidence. I think Yokohama and Jeonbu, this is the same level. That's why we try to do the best. First game, we know what they are strong point, and then we know what the weak point. We want to do something for make the surprise for fan also. Yep. But not easy, because any game in our group, all of you know, our group is a very tough group. But four game, my player improved a lot about the tactical, also how to play with Yokohama tomorrow. Yeah. Câu hỏi của nhà báo là về đội Hoàng Anh Gia Lai thì chơi có giữ được cái sự trận trước thì chơi rất là hưng phấn và rất là tự tin, thì cái sự tự tin và chơi như thế nào trước đội Yokohama tới thì chú Nijiko có trả lời là thực sự ra mà nói thì mỗi trận đấu nó có những tính chất khác nhau, và chúng tôi cũng đã hiểu được những cái điểm mạnh, điểm yếu của cả hai đội, và chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị cho cái cuộc trận thi đấu một cách cho nó tốt nhất. Và là các cầu thủ của chúng tôi thì cố gắng cũng theo triệt để cái chiến thuật, để tất nhiên là trong bóng đá thì mỗi trận đấu nó có những cái sự tình huống, tình tiết nó sẽ khác nhau, không trận nào giống trận nào, nhiều khi nó sẽ không được theo như giống như là mình đã tập luyện, hoặc là có những cái bất ngờ xảy ra trong trận đấu. Vâng. Trong cái trận đấu vừa rồi thì huấn luyện viên Kitan Sok đã sử dụng các gương mặt quen thuộc. Vậy thì trong trận đấu tới hoặc là trận đấu sắp tới nữa thì ông có định sử dụng những gương mặt mới cho cái trận đấu tới hay không? For last game. So much for question, yeah. Because any game we must put the best player, or not only experienced player, but our experienced player is still young too, not older. They can play 6 games, no problem. Yeah. That's why of course we have the substitute to prepare. Last game we put some young player to play the day quite well. That got not too bad. Yeah, but of course if we have chance to use the young player, depend on situation. Yep. Về việc thi đấu thì thực sự ra là trước mỗi trận đấu thì đội nào cũng vậy thôi, cũng muốn đưa vào đội hình xuất phát những cái cầu thủ tốt nhất của đội bóng để bắt đầu trận đấu. Và tất nhiên thì rõ ràng là những trận vừa rồi thì Hoàng Anh cũng chưa thay đổi nhiều, nhưng mà các cầu thủ chúng tôi thì kể cả các cầu thủ đá chính có nhiều kinh nghiệm, nhưng các bạn rất còn trẻ, có thể hoàn toàn có thể chơi được 6 trận không vấn đề gì cả. Và cũng thi thoảng có cơ hội thì thầy Zico cũng thay đổi một số các gương mặt, chẳng hạn như trận vừa rồi cũng có 2 gương mặt mới. Và tất nhiên là mỗi trận đấu tùy theo tình huống, tùy theo cái hoàn cảnh trận đấu mà vận luyện sẽ có tính toán về mặt chiến thuật. Yes, please.
Yes, you. You play your team play against Yokohama Tonight in the first game in this competition. So, how's your impression is changed by the last three games against? How's your impression has changed about Yokohama Tonight minus in last three games? How is that impression? Yeah. Actually, any club in J League, all of them high level. This is the key. They play like a team tactical. That is a strong point. They move off ball on the player 90 minutes until 90 minutes. They work very hard. That's it. We cannot lose confidence or lose the energy, because if we lose confidence, we cannot good defend, because our strong point is defensive. But how can to play with the Yokohama, because they very dangerous attacking any side in the pitch. On the air, set pin, anything. That is we learned from them last first a lot when we play with them the first match. À, về câu hỏi nhà báo là những cái khó khăn về mặt áp lực của đội Hoàng Anh sẽ bị đội Yokohama gây khó, thì thầy Dương cũng có trả lời là thực sự trong cái bảng đấu như này thì tất cả các đội đều rất là mạnh, và chúng tôi thì thường là một cái được coi là cái đội bóng yếu hơn. Đấy, cho nên là vì chúng tôi sẽ cố gắng, bước một là tổ chức phòng ngự cho thật tốt và phải tập trung 90 phút, bởi vì tất cả các đội bóng ở bảng này, kể cả Yokohama, người ta chơi bóng đá tấn công, di chuyển liên tục và tấn công rất đa dạng, tấn công ở những đường bóng thấp, các tình huống cố định, các tình huống bóng bổng, rất là đa dạng. Thì vì thế mà chúng tôi buộc là phải có một cái kỷ luật thật tốt trong cái phòng ngự, và đồng thời làm sao phải giữ được thể lực, giữ được năng lượng để mà coi như duy trì cái cường độ cao trong suốt 90 phút. Đó là cái yêu cầu và sự tập trung cao độ để mà đối ứng phó lại cái sự tấn công đa dạng của đối thủ. Okay. One more question to the both. My question to the both, the coach and player. So, do you have any specific players you need to care on the pitch of Yokohama Marines? Can you repeat the question? Do you have any specific player who you need to care on the pitch in the next game? Any specific player? From Yokohama. From Yokohama, yeah. We have the video analysis to check all the player, but the difficult for me, because Yokohama have the many good player, they can change all the time. That's why we don't worry about the key player. We look how to put the tactical for play with them. That is the from my side too, because we cannot focus only one player, because Yokohama play the teamwork. The strong point is the teamwork. That's why we try to do the best for tomorrow. Yeah. Thank you. Về câu hỏi của nhà báo là huấn luyện viên cô có quan tâm đến một cầu thủ nào chủ chốt ở đội Yokohama hay không? Thì quan điểm của Jibo là khi mà đội bóng phân tích video ấy thì thấy thực sự đội Yokohama rất là một đội bóng rất là đồng đều, các cầu thủ có trình độ tương đồng, và đặc biệt trong bóng đá thì là một môn chơi tập thể, cho nên là nếu như chỉ tập trung vào một cầu thủ nào đó thì cũng thực sự là cũng khó khăn, bởi vì đây là môn tập thể. Nên khi mà phân tích video thì huấn luyện viên cũng đã theo đuổi cái triết lý của anh ấy, tức là bóng đá là môn chơi tập thể và đề cao tính hệ thống, tính kỷ luật trong thi đấu để đạt được những cái chỉ tiêu mà mình đề ra. Any question for the head coach and especially the player? Um,
I think every player is dangerous, so we care all of them. So I think that's fair. Sơn Dương nghĩ rằng là tất cả các cầu thủ đội yêu cầu mà đều là những cầu thủ quan trọng và phải chăm sóc tất cả các cầu thủ của đội Yokohama chứ không phải riêng một cầu thủ nào. Ông có thể cập nhật tình hình thể lực của các cầu thủ chủ chốt và đặc biệt là trường hợp của Kim Dong Su không? Bởi vì là trong buổi tập hôm trước, Kim Dong Su gần như là không tham gia và hình như là bị đau ở phần đầu gối trái. Can you say a bit about our physical and Until now, our player is full recovery and ready to play all the player, nobody injury. But I think we play four game like a match fit, make our team stronger. Về tình hình thể lực cũng như chấn thương trong đội bóng đá thì hiện nay thì cũng không có trường hợp nào mà phải lưu ý lắm, bởi vì các cầu thủ cũng đã có sự hồi phục đầy đủ và chúng tôi coi những cái trận đấu mật độ dày như này là giống như là những cái sự buổi kiểm tra thể lực, đánh giá trình độ thể lực của chúng tôi, đội bóng chúng tôi qua cái giải đấu như này. Tôi có một câu hỏi cho Xuân Trường, tức là Xuân Trường cũng đã trải nghiệm và thi đấu rất là nhiều những trận đấu quốc tế với nhiều đội bóng ở các quốc gia khác nhau, thì ở bản đấu này thì với Lương Xuân Trường thi đấu với một thi đấu giữa Úc này, Nhật Bản và Hàn Quốc thì lối chơi của các đội bóng nào thì sẽ có thể khiến gây khó cho các cầu thủ Việt Nam? Khó chơi hơn ấy, và đối thủ nào thì còn có thể là dễ thở nhất kiểu vậy. Cái lối chơi. Em nghĩ ở bảng đấu này thì không có đội nào là gọi là dễ thở hơn đội nào cả so với Hoàng Gia Lai, bởi vì các đội bóng đều có những cái, nhất là Hàn Quốc và Nhật Bản có lối chơi khá giống nhau, họ phát triển bóng ngắn và tấn công mạnh ở hai cánh rồi tìm những đường chọc khe ra sau lưng. Còn Úc thì lại có Úc có lối chơi tương tự, tuy nhiên thì Úc thì có cái thể hình thể trạng tốt hơn, họ có thể tận dụng những tình huống bóng bổng hơn, cho nên em nghĩ đội nào cũng là cũng có những cái khó khăn của đội đó gây áp lực cho hàng thủ của Hoàng Gia Lai. Mục tiêu của Xuân Trường trong trận đấu tới là gì? Cá nhân, mục tiêu cá nhân. Mục tiêu cá nhân thì em luôn luôn cố gắng để thi đấu với cái phong độ tốt nhất của mình và cố gắng làm thế nào để cùng đội bóng có điểm trước Yokohama. Any question? The question is two questions. The first question, back from side and the city have a more advantage. They very tall and very strong power. So for Hoàng Gia Lai, every team can make difficult for Hoàng Gia Lai. For every team can make difficult for Hoàng Gia Lai team. And the second question, what is the Xuân Trường target in the next game? Xuân Trường reply, Xuân Trường try, do the best, teamwork with the team. That's all. Yeah, and try get a point with when we again Yokohama. Có một câu hỏi cho Xuân Trường, đó là ở trận đấu trước ấy, một câu hỏi ngoài lề một chút, ở trận đấu trước thì mình có đổi áo với cầu thủ Moon Seonim, thì không biết là mình đã nói chuyện gì, chia sẻ gì với nhau sau quãng thời gian ở Incheon. Một câu hỏi cho đến Kia Tisak, đó là Hoàng Anh Gia Lai đã chắc chắn bị loại khỏi AFC Champions League, thì cái điều này khiến cho đội hụt hẫng hay không, và ông đã làm công tác tư tưởng như thế nào cho đội ở những trận còn lại? Xin cảm ơn. Until now, Hoàng Anh Gia Lai 100% out second round, yeah. Ready. Yeah. But we have a two game more. Yeah. How the people share the idea with player or keep standard for play the two last game? Yeah. Because we 100% out of the second round. Yeah. 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 Of course, our player is a new for AFC Champions League, but I don't know about the next two game about the result. But any game, we try to do the best and fight because we are representative for football Vietnam. We want to keep our standard, about keep the level. Before we start the competition, so many commentators or so many fans thinking we lost 3, 4, 5 nil any game.
But I think for game, maybe we can show for fans already we fight any game. The key, the important is I don't know the result the next two games, but I know my player no fear, no afraid any team in our group. That's it. Chúng tôi còn hai trận đấu nữa thì thắng thua và kết quả thì thật sự đến giờ phút này thì cũng chưa rõ ràng hẳn. Đấy. Và cái tiêu chí của đội bóng tôi thì là đến đây chúng tôi đại diện cho bóng đá Việt Nam và chúng tôi sẽ thi đấu với hết khả năng để trình diễn một cái lối chơi cho của đội bóng và chúng tôi sẽ chiến đấu trong từng trận trước từng trận đấu rồi và giải đấu đấu này cũng là rất là bổ ích cho Hoàng Gia Lai tích lũy những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết về thi đấu bóng đá ở trình độ cao trong tương lai. Any question? Yes. Em có một câu hỏi cho Xuân Trường. Trận đối trước thì em có một em có đổi áo với cả anh cầu thủ số 27 Son Min của đội John Book thì em và anh ấy thì chưa gặp nhau trực tiếp bao giờ nhưng mà em có biết nhau qua cái anh quản lý ở đội Incheon United. Thì em có xem anh ấy thi đấu trước cái năm em ở Gangwon thì em có đến Incheon để xem anh ấy thi đấu một lần thì em rất ấn tượng với cầu thủ này nên là bây giờ có cơ hội gặp lại thì em cũng muốn đổi áo để làm kỷ niệm với anh ấy thôi. Như vậy là phần trả lời họp báo của huấn luyện viên Katie Sock cùng với Lương Xuân Trường ngày hôm nay cũng đã khép lại phần họp báo tại đây. Hy vọng rằng là chiều ngày mai thì chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 18 giờ trên sân Thống Nhất. Mình hy vọng rằng là chiều ngày mai thì khán giả vẫn sẽ đến sân Thống Nhất nhiều để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Katie Sock. Tuy chỉ còn là hai trận đấu mang tính thủ tục nhưng các cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai họ xác định là sẽ chiến đấu hết mình. Xin chào sân trường. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ được chứng kiến những trận đấu hay của AFC Champions League còn lại trên sân Thống Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Đây là chiếc xe của phía câu lạc bộ Hà Anh Gia Lai, họ mới mua cách đây chưa lâu để dành cho việc phục vụ huấn luyện viên Katie Sock mỗi khi mà ông vào trong Sài Gòn. Dạ, tạm biệt anh. Dạ. Còn Lương Xuân Trường nữa.